cùng với các địa phương trên cả nước. Sáng 26 tháng 2 tại huyện Bảo Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2023. Chương trình nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Với chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số, các hoạt động trong tháng thanh niên năm nay sẽ tập trung tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn học tập, nâng cao năng suất lao động, cải thiện hơn chất lượng cuộc sống. Với cái phương châm là đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong năm 2023, thì câu chuyện chuyển đổi số nó là một cái vấn đề được các cấp ủy, lãnh đạo địa phương rất là quan tâm. Và thanh niên thì không thể nằm ngoài cái câu chuyện này. Cho nên là thông qua cái lễ phát động tháng thanh niên, thì tỉnh đoàn Lâm Đồng mong muốn là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ phát huy hơn nữa cái tính tích cực, cái tính chủ động của thanh niên trong cái việc mà tham gia vào chuyển đổi số tại địa phương, tại đơn vị và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, tháng thanh niên năm 2023 sẽ phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, tham gia thực hiện các công trình, phân việc vì cộng đồng, tạo ra những giá trị mới, từ đó góp sức thắng lợi thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh, văn minh. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, đồng thời triển khai tích cực triển khai các hoạt động trong tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số, thì trong tháng thanh niên này chúng tôi cũng tập trung chủ yếu các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì triển khai nhiều cái hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì môi trường, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai đông đảo đến các bạn đoàn viên thanh niên, trong đó cũng nhấn mạnh đến các hoạt động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đến với đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động tìm hiểu về ngày lịch sử của đoàn, của đảng, và đặc biệt là triển khai về nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc, đại hội đoàn các cấp. Đó là một số những cái nội dung trọng tâm chúng tôi sẽ triển khai hoạt động trong tháng thanh niên. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Ngay sau lễ phát động, hơn 600 đoàn viên thanh niên huyện Bảo Lâm đã cùng tham gia vào nhiều hoạt động hưởng ứng như thi đậu việc giả, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng, tham gia chương trình 1 triệu ly sữa, nâng cao tầm vóc Việt vì một Việt Nam xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây hưởng ứng phong trào trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tháng thanh niên năm 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ lần lượt tổ chức lễ khởi động, đồng thời bám sát vào chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số cũng như tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp. Đảm bảo các hoạt động được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời chủ trọng thực hiện ba liên kết trong việc thực hiện các hoạt động tình nguyện, gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng.